chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên trường Trung học cơ sở Toàn Thắng, huyện Kim Động. Rất vui được đồng hành với các em trong bài học ngày hôm nay. Ở các bài học trước thì các em đã được tìm hiểu nội dung kiến thức của chương 3. Tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ đi ôn tập lại toàn bộ những kiến thức đó. Ôn tập chương 3, góc với đường tròn. Một mã là kiến thức cần nhớ. Một nhỏ, số đo cung, liên hệ giữa cung và dây. Cho đường tròn tâm O. Trên đường tròn tâm O lấy hai điểm A và B. Lúc này hai điểm A và B chia đường tròn thành hai cung. Cung AMB còn được gọi là cung AB nhỏ. Cung ANB còn được gọi là cung AB lớn. Số đo của cung AMB bằng góc AOB. Số đo của cung ANB bằng 360 độ trừ số đo cung AMB. Với 4 điểm ABCD thuộc vào đường tròn tâm O, thì ta có số đo cung AB lớn hơn hoặc bằng cung số đo cung CD khi và chỉ khi cung AB lớn hơn hoặc bằng cung CD. Cung AB lớn hơn hoặc bằng cung CD khi và chỉ khi AB lớn hơn hoặc bằng CD. Như vậy là chúng ta đã được học 4 yếu tố của đường tròn, đó là số đo của góc, cung, dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Bốn yếu tố này có mối liên quan với nhau. Và trên màn hình chính là sơ đồ mối quan hệ giữa các yếu tố của đường tròn. Đơn vị kiến thức thứ hai cần ghi nhớ trong chương đó là các loại góc với đường tròn. Ở trên màn hình của cô giáo có 5 góc. Các em hãy nêu tên và cách xác định số đo của từng góc. Cô sẽ dành thời gian cho các em 1 phút để các em suy nghĩ trả lời. Như vậy là các em đã có kết quả rồi. Bây giờ chúng ta cùng quan sát ở trên màn hình nhé. Ở hình thứ nhất, cô có góc AOB, có đỉnh O trùng với tâm O của đường tròn. Vậy góc AOB được gọi là góc ở tâm. Số đo của góc ở tâm được xác định bằng số đo của cung bị chắn. Vậy ta có góc AOB bằng số đo cung AB. Ở hình vẽ thứ hai, ta có góc B A, C là góc có đỉnh A nằm trên đường tròn. Cạnh AB và AC là hai dây cung của đường tròn. Vậy góc BAC được gọi là góc nội tiếp. Số đo của góc nội tiếp được xác định bằng một nửa số đo của cung bị chắn. Vậy ta có góc BAC bằng 1/2 số đo cung BC. Với góc nội tiếp thì chúng ta cần lưu ý các hệ quả sau. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau và ngược lại. Hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90 độ có số đo bằng một nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng 90 độ. Đây là 4 hệ quả rất quan trọng của góc nội tiếp để chúng ta vận dụng vào làm bài tập. Chúng ta quan sát tiếp góc XAB. Có đỉnh A nằm trên đường tròn. Cạnh AX là tia tiếp tuyến của đường tròn. Cạnh AB là dây cung của đường tròn. Vậy góc XAB được gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng một nửa số đo của cung bị chắn. Vậy ta có góc XAB bằng 1/2 số đo cung AB. Như vậy, chúng ta quan sát góc nội tiếp với góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Hai góc này cùng có độ lớn được xác định bằng một nửa số đo của cung bị chắn. Như vậy, trong một đường tròn, nếu góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì bằng nhau. Đây chính là hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Chúng ta quan sát tiếp ở hình vẽ thứ tư. Cô có góc BEC là góc có đỉnh E nằm ở phía trong của đường tròn tâm O. Vậy góc BEC được gọi là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn được xác định bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn. Vậy thì cô giáo có góc BEC bằng số đo cung BNC cộng số đo cung AMD tất cả trên 2.
Chúng ta quan sát sát tiếp góc cuối cùng, đó là góc BED. Góc BED có đỉnh E nằm ở phía bên ngoài của đường tròn tâm O. Vậy góc BED được gọi là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn được xác định bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn. Vậy ta có góc BED bằng số đo cung BD trừ số đo cung AC tất cả trên 2. Như vậy, trong chương 3, chúng ta đã được tìm hiểu 5 loại góc với đường tròn. Với mỗi một loại góc thì ngoài nắm vững định nghĩa thì chúng ta cần xác định được số đo của góc với số đo của cung bị chắn. Ngoài ra, chúng ta còn phải nhớ được các hệ quả của góc nếu có. Đơn vị kiến thức thứ 3 cũng rất quan trọng trong chương, đó chính là tứ giác nội tiếp. Thế nào là tứ giác nội tiếp một đường tròn? Chúng ta quan sát ở trên hình vẽ. Tứ giác ABCD nếu có các đỉnh A, B, C, D thuộc vào đường tròn tâm O thì tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Tứ giác nội tiếp thì có tính chất gì? Chúng ta có tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O thì cô giáo có góc A cộng góc C bằng 180 độ, góc B cộng góc D cũng bằng 180 độ. Làm thế nào để chứng minh một tứ giác là tứ giác nội tiếp? Thì ta căn cứ vào dấu hiệu nhận biết. 1. Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ. Chúng ta quan sát trên hình vẽ. Tứ giác ABCD nếu có góc A cộng góc C bằng 180 độ hoặc góc B cộng góc D bằng 180 độ thì tứ giác ABCD nội tiếp. 2. Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện. Chúng ta quan sát trên hình vẽ. Cô giáo có góc XCD là góc ngoài tứ giác ABCD tại đỉnh C. Nếu cô giáo có góc XCD bằng góc A thì tứ giác ABCD nội tiếp. Dấu hiệu 2 này thì được suy ra từ dấu hiệu 1. 3. Tứ giác có 4 đỉnh cách đều một điểm mà ta có thể xác định được. Điểm đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác. Chúng ta quan sát ở trên hình vẽ. Nếu cô giáo có OA bằng OB bằng OC bằng OD thì tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Dấu hiệu thứ 4. Tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc alpha. Chúng ta quan sát tiếp hai hình vẽ. Ở cả hai hình vẽ thì cô giáo có góc DAC và góc DBC là hai góc bằng nhau cùng nhìn cạnh DC. Vậy tứ giác ABCD nội tiếp. Trong trường hợp đặc biệt, nếu góc DAC bằng góc DBC bằng 90 độ thì tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính DC. Như vậy, với tứ giác nội tiếp, ngoài việc nắm được định nghĩa của tứ giác nội tiếp, tính chất của tứ giác nội tiếp thì ta cần phải nắm chắc các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Đơn vị kiến thức thứ 4 cần ghi nhớ trong chương đó là đường tròn ngoại tiếp nội tiếp đa giác. Thế nào là đường tròn ngoại tiếp một đa giác? Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác thì được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác. Thế nào là đường tròn nội tiếp đa giác? Thì đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác được gọi là đường tròn nội tiếp đa giác. Trong đa giác đều thì bất kỳ đa giác đều nào cũng chỉ có một và chỉ một đường tròn nội tiếp, một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp. Tâm của hai đường tròn này trùng nhau gọi là tâm của đa giác đều. Vậy thì giữa bán kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác đều, bán kính đường tròn nội tiếp đa giác đều và cạnh của đa giác đều có mối liên hệ như thế nào với nhau? Chúng ta quan sát. Cô giáo cho R lớn và R nhỏ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp đa giác đều cạnh A. Với lục giác đều thì ta có A bằng R và ngược lại. Sử dụng định lý Pythagore thì ta dễ dàng suy ra được R nhỏ
sẽ bằng R lớn nhân căn 3 tất cả trên 2 hoặc bằng A căn 3 tất cả trên 2. Bằng cách sử dụng định lý Pythagore và hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông thì chúng ta cũng tìm được mối liên quan giữa ba đại lượng này đối với hình vuông và tam giác đều, và chúng ta có thể quan sát các công thức này ở trên màn hình. Việc nắm vững mối quan hệ giữa bán kính đường tròn ngoại tiếp, bán kính đường tròn nội tiếp và cạnh của đa giác đều trong một số trường hợp đặc biệt sẽ giúp chúng ta giải đáp nhanh những cái câu trắc nghiệm liên quan đến kiến thức ở trong chương. Đơn vị kiến thức thứ 5 cần ghi nhớ trong chương đó là độ dài và diện tích. Chúng ta đã được học công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình tròn, diện tích hình quả tròn. Vậy cô giáo sẽ dành thời gian cho chúng ta suy nghĩ để chúng ta hoàn thành các công thức này vào vở. Như vậy là các em đã ghi được lại công thức vào vở. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Độ dài đường tròn hay còn gọi là chu vi hình tròn được ký hiệu là C. C được tính theo công thức C bằng 2πr với R là bán kính của đường tròn, hoặc bằng công thức pi nhân D với D là đường kính của đường tròn. Và trong một số bài tập thì người ta thường lấy pi xấp xỉ bằng 3,14. Diện tích hình tròn tâm ô bán kính R được tính theo công thức S bằng πr bình phương hoặc bằng pi D bình phương tất cả trên 4. Độ dài cung tròn được ký hiệu là L, được tính theo công thức L bằng πRn trên 180 với R là bán kính của đường tròn, N là số đo của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn được tính theo công thức S bằng πR bình phương N trên 360 hoặc bằng công thức L nhân với R tất cả trên 2. Đây là 4 công thức mà chúng ta đã được tìm hiểu trong chương 3. Như vậy, cô và các em đã ôn lại toàn bộ nội dung kiến thức của chương 3. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức này vào làm bài tập. Hai La Mã, bài tập. Bài tập 1. Cho đường tròn tâm O có bán kính R bằng 2cm, góc AOB bằng 75 độ. Hãy điền kết quả của các câu sau vào dấu 3 chấm. A. Số đo cung AMB bằng 3 chấm. B. Độ dài cung AMB bằng 3 chấm. C. Diện tích hình quạt OAMB bằng 3 chấm. Cô giáo cũng dành cho các em một khoảng thời gian để các em suy nghĩ làm bài. Như vậy là các em cũng đã có kết quả rồi. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Ta thấy cung AMB chính là cung AB nhỏ. Vậy thì số đo của cung AMB bằng góc ở tâm AOB và bằng 75 độ. Như vậy ở phần A chúng ta điền là 75 độ. Ở phần B, muốn tính độ dài cung AMB thì chúng ta áp dụng công thức L sẽ bằng πRn trên 180. Thay số vào thì chúng ta sẽ được kết quả là pi nhân 2 nhân 75 trên 180. Sau đó rút gọn thì chúng ta được kết quả là 5π trên 6cm. Như vậy ở phần B chúng ta điền được là 5π trên 6cm. Ở phần C, muốn tính diện tích hình quạt OAMB, chúng ta lưu ý chúng ta sử dụng kết quả của câu B để tính câu C cho nhanh. Vậy thì áp dụng công thức S bằng L nhân với R trên 2. Thay số vào và chúng ta tìm được kết quả diện tích hình quạt sẽ bằng 5π trên 6cm². Như vậy, qua bài tập số 1, một lần nữa thì chúng ta nhớ được cách xác định số đo của một cung, công thức tính độ dài cung tròn và công thức tính diện tích hình quạt tròn. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S. Chứng minh rằng A. ABCD là một tứ giác nội tiếp. B. Góc ABD
bằng góc ACD. C, CA là tia phân giác của góc SCB. Cô giáo cũng dành cho chúng ta một khoảng thời gian để chúng ta vẽ hình và suy nghĩ cách chứng minh. Như vậy là các em đã vẽ được hình. Bạn nào mà chưa vẽ được hình thì chúng ta sẽ quan sát hình vẽ ở trên bảng. Để vẽ hình của bài toán, ở đây cô giáo chỉ lưu ý, khi chúng ta lấy điểm M trên AC thì chúng ta sẽ lấy M lùi về phía điểm A hoặc M lùi về phía điểm C để tránh hình vẽ rơi vào trường hợp đặc biệt. Một số bạn thì vẽ hình giống hình vẽ cô giáo vẽ ở trên bảng. Tuy nhiên, có một số bạn thì vẽ theo hình vẽ sau. Thì ở hình vẽ này, ở bài 2 này chúng ta có hai trường hợp của hình vẽ. Ở trường hợp thứ nhất là điểm S nằm giữa hai điểm A và D. Ở hình vẽ thứ hai, điểm S nằm ngoài hai điểm A và D. Cách chứng minh của hai trường hợp này là tương tự như nhau. Vậy thì hình vẽ ở trường hợp thứ hai về nhà chúng ta tự làm. Còn cô giáo sẽ hướng dẫn chúng ta làm với bài toán ở trường hợp hình vẽ thứ nhất. Câu hỏi A. Chứng minh ABCD là một tứ giác nội tiếp. Vậy thì để chứng minh một tứ giác là tứ giác nội tiếp thì ta thường căn cứ vào dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Và ở đây để chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp thì ta sẽ sử dụng dấu hiệu về góc. Chúng ta quan sát xem tứ giác ABCD ở hình vẽ có gì đặc biệt. Chúng ta quan sát thấy góc BAC bằng 90 độ. Ngoài góc BAC bằng 90 độ, còn có góc nào bằng 90 độ nữa không? Chúng ta dễ dàng thấy góc MDC cũng bằng 90 độ vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính MC. Từ góc MDC bằng 90 độ thì ta cũng có góc BDC bằng 90 độ vì M thuộc vào BD. Như vậy là ta đã có lời giải của phần chứng minh phần A. Các bạn có thể tham khảo lời giải cách trình bày như sau. Ta có góc MDC bằng 90 độ, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Vì M thuộc vào BD, vậy cô có góc BDC bằng 90 độ. Đây là điều kiện số 1. Vì tam giác ABC vuông tại A, nên ta có góc BAC bằng 90 độ. Đây là điều kiện số 2. Vậy thì từ 1 và 2 thì cô giáo có góc BAC bằng góc BDC bằng 90 độ. Vậy thì suy ra tứ giác ABCD nội tiếp. Thông thường, sau khi chứng minh được tứ giác ABCD nội tiếp thì ta thường sử dụng kết quả của phần A để chứng minh các phần tiếp theo. Vậy thì chúng ta quan sát trên hình vẽ và cho cô giáo biết tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD là điểm nào. Vì góc BAC bằng góc BDC bằng 90 độ nên ta dễ dàng suy ra được tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD chính là trung điểm của cạnh BC. Vậy thì ta vẽ đường tròn đường kính BC vào cho cô. Sau khi vẽ đường tròn thì chúng ta thấy so sánh cho cô góc ABD và góc ACD. Và chúng ta dễ dàng quan sát thấy được hai góc này bằng nhau vì đều bằng một nửa số đo của cung AD. Như vậy, phần B chứng minh được là ta suy ra từ phần A. Vì tứ giác ABCD nội tiếp theo chứng minh câu A, vậy ta suy ra góc ABD bằng góc ACD vì đều bằng 1/2 số đo cung AD. Ở câu C, muốn chứng minh CA là tia phân giác của góc SCB, như vậy ta phải đi nối S với C. Muốn chứng minh một đường thẳng là tia phân giác của một góc thì ta thường chứng minh đường thẳng đó tạo với hai cạnh của góc, hai góc bằng nhau. Vậy thì muốn chứng minh CA là tia phân giác của góc SCB thì cô giáo đi chứng minh hai góc nào bằng nhau? Chúng ta sẽ phải đi chứng minh góc SCA bằng với góc ACB. Một phương pháp để chứng minh hai góc bằng nhau đó là ta đi chứng minh hai góc này cùng bằng một góc thứ ba.
Vậy góc thứ ba ở đây là góc nào? Chúng ta quan sát trên hình vẽ thì chúng ta dễ dàng thấy góc SCA sẽ bằng với góc ADB. Vậy thì ta phải chứng minh góc ACB cũng bằng với góc ADB. Và hai điều này chúng ta dễ dàng suy ra được nhờ tứ giác ABCD và tứ giác MSDC là các tứ giác nội tiếp. Như vậy, dựa vào sơ đồ phân tích này thì cô giáo tin chắc rằng là các em có thể dễ dàng trình bày được cách chứng minh của câu C. Và chúng ta có thể tham khảo cách trình bày như sau. Vì tứ giác MSDC nội tiếp nên ta có góc SCA bằng với góc ADB vì đều bằng 1/2 số đo cung MS. Cô giáo gọi là điều kiện thứ ba. Vì tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp, vậy cô giáo có góc ADB bằng góc ACB vì đều bằng 1/2 số đo cung AB. Đây là điều kiện số 4. Vậy thì từ 3 và 4 thì ta suy ra được góc SCA bằng với góc ACB. Và suy ra CA là tia phân giác của góc SCB. Như vậy là ta đã hoàn thành việc chứng minh phần 2, bài tập số 2. Như vậy qua bài tập số 2 này thì chúng ta cần lưu ý là muốn chứng minh một tứ giác nội tiếp thì ta thường dựa vào dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp. Và sau khi đã chứng minh được tứ giác nội tiếp xong thì ta có thể sử dụng kết quả đó để chứng minh cho các ý tiếp theo bằng cách có thể là suy ra các cặp góc nội tiếp bằng nhau cùng chắn một cung. Vâng. Bây giờ để thay đổi không khí thì cô giáo sẽ cùng các em tham gia một trò chơi. Trò chơi có tên gọi là bức tranh bí ẩn. Luật chơi như sau. Bức tranh bí ẩn của chúng ta được che khuất bởi 4 ô màu tương ứng với 4 câu hỏi. Mỗi một ô màu sẽ được mở ra nếu chúng ta trả lời đúng câu hỏi. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đi khám phá bức tranh bí ẩn nhé. Chúng ta cùng mở ô màu số 1. Câu 1. Một đồng hồ chạy chậm 20 phút. Để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm nhỏ nhất bằng bao nhiêu? A. 60 độ. B. 90 độ. C. 120 độ. D. 240 độ. Như vậy, ở câu hỏi này, đáp án đúng chính là đáp án C. Như vậy là ô màu số 1 đã được mở ra. Bây giờ chúng ta cùng đi khám phá tiếp câu hỏi ở ô màu số 2. Câu 2. Tam giác ABC đều, nội tiếp đường tròn tâm O, thì số đo của cung AB lớn là A. 60 độ, B. 120 độ, C. 240 độ, D. 270 độ. Và chúng ta cũng tìm được đáp án đúng của câu hỏi số 2, chính là đáp án C. Bạn nào mà chưa tìm được đáp án C đúng này thì chúng ta quan sát như sau. Tam giác ABC đều, nội tiếp đường tròn tâm O, vậy thì cô giáo sẽ vẽ đường tròn tâm O và lấy tam giác, vẽ tam giác ABC đều nội tiếp. Nhìn hình vẽ thì chúng ta thấy rằng vì tam giác ABC đều nên ta suy ra được góc C bằng 60 độ. Vì góc C là góc nội tiếp chắn cung AMB nên ta dễ dàng tìm được số đo của cung AMB bằng 2 lần góc C và bằng 120 độ. Vậy thì số đo của cung AB lớn chính bằng 360 độ trừ số đo cung AMB. Và chúng ta tìm được kết quả là 240 độ. Như vậy là một nửa bức tranh chúng ta đã khám phá được rồi. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp ô màu số 3. Câu 3. Chu vi vành xe đạp có bán kính 65cm là A. 32,5π cm, B. 65cm, C. 65π cm, D. 130π cm. Như vậy, đáp án đúng của câu hỏi số 3 chính là đáp án D. Và chúng ta cùng quan sát. Vành xe đạp có bán kính 65cm được coi là đường tròn có bán kính 65cm.
Như vậy, muốn tính chu vi vành xe đạp thì cô chỉ việc đi tính chu vi của hình tròn, chu vi của đường tròn có bán kính là 65 cm. Và áp dụng công thức C bằng 2πr. Thay số vào thì chúng ta được tìm được kết quả là 130π cm. Như vậy là ô màu số 3 đã được lật mở. Bây giờ chúng ta cùng đi lật mở nốt câu hỏi ở ô màu số 4. Câu 4. Biển cấm đi ngược chiều là biển báo giao thông có hình tròn, có đường kính 70 cm, có nền màu đỏ, ở giữa có gạch ngang to màu trắng. Diện tích bề mặt của biển cấm đi ngược chiều này là: A. 4.900π cm². B. 1.225π cm². C. 70π cm². D. 35π cm². Và đáp án đúng của câu hỏi số 4 chính là đáp án B. Chúng ta cùng quan sát trên màn hình. Chúng ta thấy này, diện tích của bề mặt của biển cấm đi ngược chiều chính là diện tích hình tròn có đường kính 70 cm. Vậy áp dụng công thức S bằng πd bình phương trên 4, thay số vào thì ta tìm được kết quả là 1.225π cm². Như vậy là toàn bộ bức tranh của chúng ta đã được lật mở. Và bức tranh ngày hôm nay đó chính là tên một bài hát rất nổi tiếng mà chúng ta được nghe nhiều trong thời gian gần đây: Việt Nam ơi, đánh bay Covid. Vậy các em, ngoài việc học tập, ôn tập các kiến thức thật tốt, chúng ta nhớ giữ gìn sức khỏe, thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế để có phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ba La Mã, bài tập tự luyện. Thì ở phần bài tập tự luyện thì cô giáo có hai bài tập, đó là bài tập số 1 và bài tập số 2. Chúng ta cùng quan sát đề bài ở trên màn hình. Yêu cầu chúng ta là về nhà làm cho cô giáo hai bài tập là bài tập số 1 và bài tập số 2. Ngoài ra thì chúng ta tìm hiểu thêm về cách dựng đa giác đều bằng thước và compa. Bài học của cô giáo đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các em.